Chào mừng đến Học viện Giảm Cân, đăng ký, like và share để nhận những cách giảm cân hiệu quả phù hợp nhé. Uống nước đậu đen có giảm cân không? Giảm cân bằng uống nước đậu đen rất hiệu quả. Uống nước đậu đen thường xuyên, đúng cách sẽ làm giảm lượng chất béo trong cơ thể, góp phần kiểm soát lượng mỡ tuần hoàn trong máu và hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm cân an toàn hiệu quả. Đậu đen cũng được khuyến khích sử dụng trong thực đơn của người bị béo phì bởi trong đậu đen có chứa isolan, anthocyanin và arginine có vai trò trong việc cải thiện chuyển hóa năng lượng, ức chế sự hấp thu chất béo của cơ thể. Đậu đen có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách bổ sung chất xơ và đào, thải bớt lượng chất béo dư thừa từ thức ăn nạp vào. Đồng thời khi ăn đậu đen, bạn cũng sẽ có cảm giác no lâu hơn, giảm bớt cảm giác thèm ăn. Trong đậu đen có chứa albumin, vitamin A, B, C, protein, lucid, lipid. Đây là các dưỡng chất giúp cơ thể cung cấp đủ năng lượng trong một ngày dài mà không có cảm giác đói. Uống nước đậu đen thường xuyên, đúng cách sẽ làm giảm lượng chất béo trong cơ thể, góp phần kiểm soát lượng mỡ tuần hoàn trong máu và hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm cân an toàn hiệu quả. Đậu đen chứa phốt pho, magie, mangan, vitamin B giúp phá hủy cấu trúc mô mỡ, giảm mỡ thừa tại vùng bụng, bắp chân rất tốt. Đây được đánh giá là giải pháp hỗ trợ giảm cân nhanh gấp 4 lần chế độ ăn kiêng khác. Đậu đen cũng được khuyến khích sử dụng trong thực đơn của người bị béo phì bởi trong đậu đen có chứa isolan, anthocyanin và arginine có vai trò trong việc cải thiện chuyển hóa năng lượng, ức chế sự hấp thu chất béo của cơ thể. Phương pháp giảm cân bằng đậu đen được người Nhật thường xuyên sử dụng để giúp cơ thể thon gọn hơn, đánh bay mỡ thừa. Bên cạnh đó, đậu đen còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong một cách hiệu quả. Đậu đen có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách bổ sung chất xơ và đào thải bớt lượng chất béo dư thừa từ thức ăn nạp vào. Đồng thời khi ăn đậu đen, bạn cũng sẽ có cảm giác no lâu hơn, giảm bớt cảm giác thèm ăn. Cảm ơn đã xem video, đừng quên nhấn đăng ký kênh, comment cách giảm cân phù hợp và kết quả để cùng tạo động lực nhé.